Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Trong bối cảnh nhiều dự án ào ạt tung ra bán tại Bình Dương, khu căn hộ phức hợp Minh Quốc Plaza vẫn tỏ ra nổi bật không chỉ bởi thiết kế chuẩn Âu sang trọng, hệ thống tiện ích cao cấp mà còn do nhà đầu tư thu ngay lợi nhuận lên đến 20-25%. Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, việc tối ưu hóa lợi nhuận luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Ai cũng mong muốn sản phẩm mình đầu tư có tính thanh khoản cao và khi bán lại thì tăng giá cao càng nhiều càng tốt. Thông thường các yếu tố mà các nhà đầu tư kỳ vọng sẽ giúp bất động sản tăng giá cao là các thông tin về quy hoạch trong dự án, khu tọa lạc, khởi công ngay hoàn thành các công trình hạ tầng hay có các doanh nghiệp lớn chuẩn bị đầu tư. Hiện nay trên thị trường Bình Dương đang ghi nhận hơn 20 dự án căn hộ thuộc nhiều phân khúc đang chào bán. Nhu cầu mua căn hộ tại đây đang tăng nhanh khi Bình Dương nhiều năm liền ghi nhận tốc độ phát triển kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng vọt. Cùng với đó, hạ tầng phát triển mạnh, lượng lao động đổ về sinh sống, làm việc đông đúc và đặc biệt là triển vọng xây dựng thành công thành phố thông minh Bình Dương cũng là điểm tựa giúp cho thị trường căn hộ khu vực này phát triển tiềm năng và bền vững. Và hiện tại một trong những dự án đang thu hút nhiều khách hàng mua để ở cũng như nhà đầu tư thì phải kể đến khu căn hộ phức hợp Minh Quốc Plaza với quy mô 3,2 ha nằm trên 3 mặt tiền đến đường Đại Nội Minh Quốc Tân Vạn, Điện Biên Phủ, DX034 thuộc về thành phố Thủ Dầu Một. Điểm nổi bật của dự án Minh Quốc Plaza ngoài vị trí đắc địa, phong cách châu Âu sang trọng còn nằm ở hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu và ngoại khu. Trong đó nổi bật là dự án hồ bơi vô cục 500m², rồi các hồ bơi tràn Marina Garden trong công viên trung tâm Spring Bass, trung tâm rất sắc đẹp và thể thao Arena, trường mẫu giáo chuẩn quốc tế Lucky Star, hai tầng trung tâm thương mại quy tụ các thương hiệu quốc tế, khu thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, vườn nướng BBQ, vườn yoga. Là khu phức hợp quy mô lớn nhất bậc nhất tại Bình Dương, nhưng giá bán của Legend Complex hay gọi là Minh Quốc Plaza chỉ từ 25 triệu đồng trên 1m² so với mặt bằng chung của các dự án cao cấp trong khu vực đã lên đến 36 đến 37 triệu đồng trên mét vuông. Không chỉ nắm rõ lợi thế về giá bán, trong giai đoạn 2, chủ đầu tư Minh Quốc Plaza còn dự kiến bổ sung hàng loạt các tiện ích mới, xứng tầm và có thể điều chỉnh tăng khoảng 20%. Vâng và thưa các bạn thì hiện tại là Thúy đang review cùng quý anh chị và các bạn toàn bộ khung cảnh của giá trị tiện ích và nội khu và ngoại khu của dự án Minh Quốc Plaza. Thì hẹn đến video sau thì sẽ giới thiệu cụ thể hơn nữa về các căn hộ mẫu. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.